xin giới thiệu với các bạn trận đấu sắp diễn ra cách hấp dẫn, đó là kèo đánh ngang cầu giữa Tâm Hòn Đất Kiên Giang với Vinh Dầu Phú Tân An Giang, nhưng mà bên Tâm là 3, cấp bên kia 4. Ngang cầu 3 cấp 4. Điểm Kiên Giang 1-0. Điểm cho An Giang 1-1. Vinh về cho món tốt. Điểm cho An Giang 2-1. Và bóng quy lực của Tâm. Điểm Kiên Giang 2-2. Đập bóng bạc tay trắng ra ngoài. Vinh Dầu đập bóng bạc tay trắng ra ngoài. Điểm cho An Giang 3-2. Tâm trắng bóng tốt. Điểm cho Kiên Giang 3-3. Điểm 3-3. Vinh Dầu đã bóng tốt. Điểm cho An Giang 4-3. Tâm đập bóng tốt. Điểm cho Kiên Giang 4-4. Tâm chạm lưới. Điểm cho An Giang 5-4. Đập bóng ngoài. Điểm cho An Giang 6-4. Tâm là bóng tốt. Điểm cho Kiên Giang
năm sáu cái thằng ấy nữa, tôi đi về luôn chứ ở đây làm gì nữa, một từ tin vào bộ bóng tốt điểm cho An Giang 7-5. Vinh vào trong bóng tốt điểm cho An Giang 8-5. Hai bên đổi sân. Anh nào cũng gác điểm. Hay quá hả, hấp dẫn luôn, hay quá, trời ơi hay quá, bóng ngoài điểm cho Kiên Giang 6-8. Biết đâu là nhìn vào đẩy ra đảo. Xin chào đội bóng tốt điểm cho An Giang 9-6. Điểm cho An Giang 16. Phát bóng trong sân. Điểm cho An Giang 11-6. Vậy là quý còn ở lại rồi. Còn ở lại còn chú đi. Ông muốn về con kiếm người về cho. Vinh vào chấm bóng tốt điểm 12-6. Vinh vào chấm bóng tốt điểm cho An Giang 13-6. Anh ơi tầm cũng tốt điểm cho Kiên Giang 7-13. Phát bóng ngoài điểm cho Kiên Giang 14-7. Đập bóng tốt tầm điểm cho Kiên Giang 8-14. Rồi kết thúc set đấu An Giang thắng Kiên Giang. Kinh vào đánh ngang cầu thắng tâm Kiên Giang.